Mic Group, IEX Group, đồng hành cùng chương trình. Thưa quý vị, tại Việt Nam hiện nay, khi ngành du thuyền đang trên đà phát triển, thì những dự án bất động sản tích hợp bến du thuyền cũng trở nên phổ biến và trở thành lợi thế để thu hút khách đầu tư. Cũng theo các chuyên gia, bến du thuyền chính là át chủ bài giúp gia tăng giá trị cho các dự án bất động sản đi kèm. Nghiên cứu của Hiệp hội Du lịch Tàu biển Quốc tế chỉ ra, Việt Nam đứng thứ tư châu Á về số lượng du thuyền ghé thăm, chỉ sau Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan. Việt Nam được đánh giá là thị trường tiềm năng để phát triển ngành thương mại du thuyền. Nhờ lợi thế tự nhiên là đường bờ biển dài trên 3.200 km, Việt Nam xếp thứ 32 về chiều dài đường bờ biển trên tổng số 156 quốc gia có biển trên thế giới. Với du khách nước ngoài, Việt Nam là điểm du lịch hấp dẫn với hàng loạt bãi biển nổi tiếng và nhiều điểm du lịch hấp dẫn. Bên cạnh đó, khí hậu nhiệt đới ôn hòa quanh năm cũng thích hợp để thưởng lãm và trải nghiệm các hoạt động trên biển. Trước tiềm năng phát triển của ngành du thuyền, nhiều thành phố lớn ven biển cũng lên kế hoạch tận dụng điều kiện sẵn có và đẩy mạnh đầu tư thêm cơ sở hạ tầng với mục tiêu xây dựng những thành phố vịnh du thuyền thu hút giới thượng lưu thế giới. Tiêu biểu, cảng tàu khách quốc tế Hạ Long ở Quảng Ninh từng đón nhiều du thuyền sang chảnh của giới thượng lưu. Trong khi đó, thành phố Đà Nẵng đang tham vấn lấy ý kiến dự thảo đề án phát triển ngành công nghiệp, dịch vụ liên quan đến du thuyền, với định hướng trong tương lai sẽ phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố. Theo đề án, giai đoạn năm 2022 đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, thành phố Đà Nẵng sẽ ưu tiên đầu tư 19 dự án công nghiệp, dịch vụ liên quan đến du thuyền. Dự kiến, giai đoạn năm 2025 đến năm 2030, thành phố Đà Nẵng sẽ cơ bản hoàn thiện đầu tư hạ tầng bến du thuyền quốc tế và nội địa, tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp, dịch vụ liên quan đến du thuyền. Giới chuyên gia đánh giá, những quy hoạch này sẽ góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm đến của giới thượng lưu trên thế giới và những thành phố vịnh du thuyền sẽ ngày càng mở rộng và phát triển hơn nữa trong tương lai. Ngoài phát triển du lịch, bến du thuyền còn là át chủ bài làm gia tăng giá trị cho các dự án bất động sản đi kèm. Trên thế giới, nhiều dự án bất động sản tích hợp bến du thuyền cũng không ngừng tăng giá theo thời gian. Xu hướng này cũng ngày càng phổ biến ở Việt Nam khi ngành du thuyền đang trên đà phát triển. Những dự án bất động sản tích hợp bến du thuyền cũng trở nên phổ biến và trở thành lợi thế để thu hút khách hàng và nhà đầu tư. Ngoài tiềm năng gia tăng giá trị trong tương lai, bất động sản sở hữu bến du thuyền còn được người giàu Việt Nam đánh giá cao bởi tính riêng tư, khẳng định vị thế của chủ nhân và kiến tạo nên một phong cách sống thượng lưu.